Microsoft mới đây đã ra mắt Surface Laptop Go 2, bản nâng cấp nhẹ về cấu hình của thế hệ trước đó, với giá từ $599. Surface Laptop Studio là sản phẩm sáng tạo nhất trong thời gian gần đây của Microsoft. Máy có thể biến hình thành 3 chế độ để phục vụ người dùng ở nhiều trường hợp khác nhau, đặc biệt là phục vụ cho những nhà sáng tạo nội dung, đúng như cái tên Studio của nó. Vậy người dùng Surface Laptop Studio cần những phụ kiện quan trọng nào để có thể phục vụ công việc của mình một cách tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi liệt kê nào! Đầu tiên, chắc chắn là các bạn cần mua ngay một chú chuột Surface Mouse cho Laptop Studio rồi. Tuy rằng trackpad của máy rất tuyệt vời, nhưng việc sử dụng thêm một chú chuột riêng biệt là điều vô cùng cần thiết cho các tác vụ đòi hỏi sự chính xác cao như Photoshop hoặc vẽ chẳng hạn. Microsoft đã tung ra khá nhiều con chuột khác nhau để phục vụ nhiều đối tượng người dùng. Tuy nhiên, để xứng tầm với Surface Laptop Studio thì chúng ta có 3 ứng cử viên sáng giá sau. 1. Surface Precision Mouse. Precision Mouse là con chuột máy tính cao cấp nhất của Microsoft. Về thiết kế, sản phẩm này được tạo ra từ chất liệu sợi carbon cao cấp, tạo nên sự sang trọng cho thiết bị. Nó cũng được thiết kế công thái học rất tốt, tạo cảm giác cầm chuột rất đầm và ôm tay. Không chỉ vậy, điểm đặc biệt của chuột máy tính này nằm ở những tính năng mà chỉ có được trên những thiết bị cao cấp. Precision Mouse không chỉ cho phép kết nối với 3 máy tính cùng một lúc với thao tác chuyển đổi giữa các thiết bị một cách dễ dàng, mà còn có thêm 3 nút tùy chỉnh có thể được lập trình để thực hiện một số thao tác như khởi động chương trình, lưu tài liệu hay là làm việc với macro. Chính nhờ những tính năng thông minh này mà Precision Mouse có thể cạnh tranh trực tiếp được với MX Master đến từ Logitech, trở thành một trong những con chuột dành cho người dùng chuyên nghiệp đáng giá nhất. Và dĩ nhiên, sản phẩm dành cho người dùng chuyên nghiệp thì mức giá cũng rất chuyên nghiệp. Để sở hữu em Precision Mouse này, người dùng sẽ phải bỏ ra 2.650.000 đồng. Thứ hai là Surface Arc Mouse. Xếp thứ hai trong danh sách này là Surface Arc Mouse. Nếu bạn cảm thấy Precision Mouse quá to và không cần các tính năng tùy biến quá sâu, Surface Arc Mouse được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng sử dụng về tính nhỏ gọn cũng như là tính di động và dễ dàng mang theo. Thiết kế của nó vô cùng độc đáo. Bình thường, Surface Arc Mouse gần như là một mặt phẳng để tiết kiệm diện tích khi mang trong túi. Nhưng khi cần sử dụng, bạn chỉ cần gập nhẹ là chuột sẽ tự động bật và tạo thành đường cong phù hợp với tay của bạn. Khả năng biến hình của Surface Arc Mouse cũng rất tương đồng với Surface Laptop Studio, tạo thành một bộ đôi biến hình hoàn hảo của Microsoft. Surface Arc Mouse thì không chỉ được cái mã, nó còn sở hữu một tính năng vô cùng độc đáo. Nếu như bình thường bạn chỉ có thể cuộn màn hình theo chiều dọc thì với Arc Mouse lại cung cấp cho bạn một mặt phẳng cuộn đầy đủ, cho phép bạn cuộn cả theo chiều ngang nữa. Đây là một tính năng rất tiện lợi, đặc biệt là với những bạn hay phải xử lý nhiều cột trong bảng tính Excel hoặc những bạn làm thiết kế phải zoom hay di chuyển ảnh liên tục. Mức giá của Arc Mouse cũng dễ thở hơn so với Precision Mouse, chỉ 1.890.000 cho một siêu phẩm thiết kế là mức giá vô cùng thuyết phục cho những ai thích cái đẹp và sự độc đáo. Thứ ba, Microsoft Ergonomic Mouse. Nếu bạn cần các tính năng thông minh mà mức giá của Precision Mouse lại khiến bạn lăn tăn, Microsoft bổ sung một thiết bị khác, Microsoft Ergonomic Mouse, giữ lại một số tính năng của Precision Mouse trong một mức giá dễ chịu hơn, chỉ 1.650.000. Ngay từ cái tên, Ergonomic Mouse đã cho thấy con chuột này được thiết kế theo cách công thái học để giúp cho việc cầm nắm khi sử dụng được thoải mái và dễ chịu hơn. Con chuột này cũng hỗ trợ 3 thiết bị cùng một lúc tương tự như Precision Mouse, nhưng số nút tùy biến chỉ còn 2 thay vì 3 như trên sản phẩm cao cấp hơn. Bù lại, Microsoft Ergonomic Mouse cung cấp tới 4 màu tùy chọn: đen, trắng, xanh và hồng đào, phù hợp với sở thích của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nếu những chú chuột vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu về việc vẽ chuyên nghiệp của bạn thì đừng lo, Microsoft có một loại bút Surface Pen có thể là bạn thỏa mãn. Và chúng ta sẽ nói về thiết bị thứ tư trong danh sách, đó chính là Surface Pen. Chiếc Surface Pen đầu tiên sử dụng công nghệ Penable của Wacom lần đầu tiên được cho ra mắt vào năm 2012 cùng với chiếc Surface Pro đầu tiên. Sau nhiều lần cải tiến và biến đổi, vào năm 2017, Microsoft đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp hơn của dòng bút này. Phiên bản mới nhất vẫn sở hữu vẻ ngoài đặc trưng của phần thân làm từ kim loại chắc chắn. Một nút bấm ở phần thân có tác dụng như là chuột phải. Phần đầu tẩy được kết hợp với một tính năng mở nhanh các ứng dụng và phần nam châm để có thể dễ dàng gắn bút vào cạnh của màn hình. Điểm nâng cấp là nó đem đến khả năng vẽ, phác thảo và tạo bóng chính xác nhờ vào khả năng cảm nhận lên đến 4.096 mức độ áp lực, độ nhạy nghiêng lên đến 1.024 mức độ, cùng với độ trễ chỉ 21 mili giây, có thể phản hồi lại những thao tác chạm bút dù là nhẹ nhất, điều mà chưa hề có trong các thế hệ bút trước đây. Nhờ vậy mà người dùng sẽ có được cảm giác tự nhiên giống hệt như khi đang thao tác trên giấy. Surface Pen mang đến một trải nghiệm viết vẽ dễ dàng, công nghệ Balm Block bỏ qua những áp lực từ bàn tay của bạn khi đang sử dụng bút, từ đó bạn không phải lo lắng về việc tì tay lên màn hình. Thiết bị thứ năm chúng ta sẽ nói đến trong danh sách này là Surface Slim Pen.
Mặc dù dòng bút Surface Pen đã có những tính năng vô cùng tốt, có thể đáp ứng được gần hết nhu cầu của người dùng, nhưng vẫn còn có một số nhược điểm nhất định. Sự ra mắt của Surface Slim Pen trong năm 2019 đã khắc phục được những điểm yếu đó. Không chỉ sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại trông khác hẳn với thế hệ trước, Slim Pen còn được bổ sung thêm những tính năng vô cùng khác biệt. Thay vì sử dụng pin 4A như dòng Surface Pen truyền thống, Surface Slim Pen đã được Microsoft trang bị chế độ hỗ trợ sạc không dây. Mỗi khi không sử dụng bút nữa, người dùng chỉ việc đặt chiếc bút này vào khe đựng bút trên bàn phím Surface Pro X là bút đã có thể tự động sạc đầy cho lần sử dụng tiếp theo. Người dùng sẽ không còn cần phải mua pin 4A, loại pin vừa đắt vừa hiếm, để thay mỗi lúc hết pin nữa. Ngoài ra, Microsoft đã bổ sung thêm cho chiếc bút này một tính năng cực kỳ chất mà bất cứ ai làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa đều mong muốn, đó là khả năng tạo mờ nét khi nghiêng bút giống như khi đang sử dụng bút chì hay cọ để vẽ. Thiết bị thứ 6 trong danh sách là Surface Slim Pen 2. Microsoft giới thiệu bút Surface Slim Pen 2 với sự cải tiến mạnh mẽ so với các phiên bản Surface Pen trước đây. Slim Pen 2 được trang bị tính năng phản hồi xúc giác, gửi tín hiệu haptic giúp người dùng có những trải nghiệm giống hệt như đang vẽ trên giấy, dễ dàng phác thảo tô màu theo ý tưởng cá nhân. Khác với các phiên bản tiền nhiệm, Surface Slim Pen 2 có độ nghiêng để tạo bóng, độ nhạy cao và gần như không có độ trễ, giúp người dùng có những trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn. Trải nghiệm Zero Fog Inking trên Slim Pen 2 giúp người dùng cảm nhận được mực kỹ thuật số chạy ra ngay lập tức khi chạm vào màn hình. Và Surface Slim Pen 2 sẽ thực sự phát huy được hết khả năng của mình khi sử dụng trên Surface Laptop Studio và chạy hệ điều hành Windows 11. Và thiết bị cuối cùng trong danh sách đó là hub chuyển đổi. Một trong những hạn chế lớn của Surface Laptop Studio là nó có quá ít cổng kết nối đối với một thiết bị phục vụ công việc media. Vậy nên, nếu bạn muốn mở rộng kết nối sang các thiết bị ngoại vi, ví dụ như máy chiếu chẳng hạn, thì việc mua thêm một chiếc hub chuyển đổi cho mình là điều không thể không làm. Hiện nay, Surface Việt đang bán rất nhiều các hub chuyển đổi khác nhau. Các bạn hãy lên ngay website của chúng tôi để tìm cho mình một chiếc hub chuyển đổi phù hợp với nhu cầu và túi tiền nhất nhé. Trên đây là các phụ kiện cần thiết cho Surface Laptop Studio. Các bạn có thấy những phụ kiện này đáng mua để sử dụng máy được tốt hơn và phục vụ công việc của các bạn tốt hơn hay không? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.